Chào các bạn đang nghe truyện trên kênh Dinh Ly, người đọc truyện. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Đạo Mộ Bút Ký, tác giả Nam Phái Tam Thúc, Hạ Tuế Thiên 2017, Mộ Mù, đoạn 4, khách thuê phòng. Khảm Kiên cưỡi xe đạp, xuyên tới xuyên lui trong núi ở Hàng Châu, lúc đến núi Ngọc Hoàng, trời đổ mưa tuyết, hắn chỉ đành đội mũ trùm lên. Hắn phát hiện có một đường núi rất bình thường, bậc thang bằng đá, nằm khuất trong bụi cỏ, đi lên rất nhanh đã chìm trong cỏ dại. Núi ở đây đều không cao, mặc dù nhìn như núi hoang, nhưng thực ra người leo núi rất nhiều, cũng không có chỗ nào hiểm trở. Đi lên không tới 15 phút thì có ghế ngồi nghỉ ngơi và thùng rác. Hắn tựa xe vào một thân cây bên cạnh, leo lên trên núi, trời u ám dần. Hai bên đường núi đều là các loại cây to cỡ miệng chén, đại khái là cây hơn 20 năm tuổi, leo được một hồi. Cây càng lúc càng dày đặc, nếu không phải bắt đầu từ thành thị cùng vừa rồi trên đường đi lên từng đi xe hơi, cảm giác như trở lại rừng rậm nguyên thủy núi Trường Bạch. Không lâu sau, hắn đi tới một đoạn đường, cũng là đường lát đá xay, nơi này có mấy cái ghế nghỉ. Một ông lão đang ở đây nghe radio, trong đó phát ra hí địa phương hắn nghe không hiểu, có thể là Việt kịch. Dưới chân ông lão, bày một bảng hiệu in bìa cứng, trên đó viết một dãy số điện thoại. Hắn nhìn dãy số một lát, phát hiện là của mình, vì vậy đi về phía ông lão. Chào ông, là chủ cho thuê sao? Tôi tới xem nhà. Ông lão ngẩng đầu nhìn Khảm Kiên, đứng lên bảo hắn đi theo, tự mình đi về phía rừng rậm phía sau ghế ngồi. Khảm Kiên đi vào mới phát hiện trong đó có một con đường đất vô cùng nhỏ hẹp, là của công nhân lâm nghiệp dùng lúc đi bảo vệ. Đi theo một mạch cao cao thấp thấp đại khái 30 phút, hắn đã hoàn toàn tiến vào rừng hoang trong núi Ngọc Hoàng, nhưng hắn hiển nhiên cũng không cô quạnh. Dọc đường có thể thấy rất nhiều bao ni lông đóng gói thức ăn, tàn thuốc, nơi này vẫn có du khách vào. Về phần đi vào làm gì, hắn có rất nhiều loại suy diễn. Cuối cùng hắn đi tới một bên vách đá cũng không phải cao ngất, phía dưới là dốc thoải không có đường. Nhìn xuống, có thể thấy một căn nhà cũ xi măng vàng, mái bằng, bên trên toàn là lá rụng. Ẩn bên dưới vách đá, có hơi lõm vào một chút, có vẻ không quá 80-90 mét vuông. Bên trên có đường nhỏ hơn đi thông xuống chân vách đá, bọn họ thận trọng trượt xuống đường núi ẩm ướt, đi tới bên ngoài nhà trệt. Mặt đất bên ngoài nhà trệt phủ một lớp xi măng, phía trên cũng toàn bộ là lá rụng, cửa là cửa sắt màu xanh nước biển bạc màu, dị xét đến nổi đầy mục. Phía trên là sơn phun màu đỏ, phun một quảng cáo cho thuê, phía dưới là điện thoại. Ông bác, phòng này của ông sao? Sao lại xây ở nơi như này? Của đơn vị chúng tôi. Ông lão tìm chìa khóa cả nửa ngày, thử mấy lần. Khóa phát ra tiếng không trơn tru, nhưng cuối cùng vẫn mở ra được. Ông ta trực tiếp đưa chìa khóa cho Khảm Kiên, đẩy cửa đi vào, bật sáng đèn dây tóc. Trong phòng toàn là bụi bặm, không có gì cả. Trong góc bày rất nhiều ống da cáp điện, xem dáng vẻ là chỗ chất dây cáp điện. Bây giờ chỉ còn lại rác rưởi. Khảm Kiên lấy di động ra, phát hiện nơi này vẫn có tín hiệu 4G, thở dài, thầm nghĩ ông chủ cũng thật là thần thông quảng đại. Rốt cuộc làm sao biết nơi như này vẫn có nhà có thể cho thuê. Phòng này là tôi tự mình thuê cho các người đừng nói khắp nơi, để đơn vị tôi biết tôi sẽ bị xử phạt. Ông lão dùng tiếng phổ thông rất nặng khẩu âm dặn dò, ông chủ kia của anh nhất định đòi thuê, cũng không biết muốn làm gì. Các người làm gì vậy? Khảm Kiên móc tiền mặt ra, đếm cho ông lão mang kính lão lên viết biên lai, Khảm Kiên nói, ông chủ tôi phải ở đây chụp cảnh nắng chiều và mặt trời mọc. Trong lòng lại vang lên nguyên văn lời Ngô Tà, tôi quay về Hàng Châu rất nhiều chuyện đều không thể đoán trước. Ngô Sơn cư mục tiêu quá lớn, trước khi đứng vững quay về, tôi cần một nơi tiện ẩn nấp. Ông lão giải thích chuyện điện nước qua một lần, còn nói một vài tình huống phải chú ý nếu trời mưa vào mùa đông, rồi rời đi. Khảm Kiên một mình ra khỏi phòng, đạp cái cây bên cạnh lập tức nhảy lên, hai tay chống xuống, trở mình lên nóc nhà. Nhìn kỹ rừng rậm cùng thế núi bốn phía, xem mấy trạm gác mình phải thiết lập, mấy đường nhỏ để mình đi săn nên thiết kế thế nào. Chương 15. Lão Trung Y. Ai? Chúng tôi hai miệng một lời hỏi, Hắc Hạc tự nói, ngoại hiệu gọi là Tiểu Thương Lãng, là một lão trung y không bằng cấp. Tiểu Thương Lãng trong giới chơi đồ cổ Bắc Kinh, coi như là thần y, tuổi chừng hơn 40, có một căn tứ hợp viện ở gần núi Vạn Thọ, ông ta mua từ sớm. Lúc chính phủ còn chưa quản nghiêm, đã xây lên trên một tầng lầu hai bằng thép, làm phòng phơi nắng, cây táo trong sân nghe nói hơn 80 năm. Từ sàn nhà lầu hai xuyên lên, lại từ trên nóc trần nhà thủy tinh xuyên ra ngoài, khiến cho không kính gió lại xuyên sáng, mùa đông lạnh như chó, mùa hè nóng như sông hơi. Người anh em này lập nghiệp lão trung y từ trên cột điện, bán cao da chó, chuyên trị bệnh ngoài da và bệnh nam khoa. Mặc dù chỗ ở bây giờ nghiễm nhiên là khí thế của nhà đại phú,
bình thường bản thân vẫn mặc áo ba đờ suy màu xanh quân đội, trốn trong sân hút thuốc chơi chó, không khác gì đại gia trong phố bình thường. Chỉ có điều chó nhà bọn họ đều là chó lưng đen dáng vóc to, nuôi mười mấy con, nằm phơi nắng, khí thế lười nhác. Anh vào sân cũng tuyệt đối không dám lớn tiếng nói chuyện với người khác, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé thành mảnh vụn, chủ nhân ngay cả thời gian ngăn cản cũng không có. Nói như vậy rất nhiều người cũng đã đại khái có thể suy đoán ra bộ dạng người này, nhất định là da ngăm răng vàng, mặt đầy nếp nhăn, thật ra cũng không phải, tiểu thương lãng mặc dù vóc người không cao, nhưng hơn 40 tuổi lại không khác gì vừa 30, da tái nhợt, đôi mắt màu xanh lá cây, mặt dài sống mũi cao, thuộc loại người xấu xí nhưng không khó nhìn còn có phần thú vị. Trên người mặc dù không thể tránh khỏi mang theo các loại dây chuỗi, đeo chuỗi vàng cổ thời chiến quốc, nhưng có thể cảm giác được một loại hơi thở khác biệt. Cho nên nghe nói bên cạnh lão luôn có các loại gái trẻ, nữ đồ đệ, ru rú trong nhà, cũng biết không rõ quan hệ thật sự. Từ sau năm Thiên Hy, đại khái đến khoảng năm 07-08, tiểu thương lãng không biết thông qua quan hệ thế nào kết thân với một bác sĩ chủ nhiệm trung y, nháy mắt súng bắn chim thay thành lửa đạn. Trước đó nghe bàn tử nói lão căn bản là phường lừa bịp giang hồ, sau đó lão ở lại trong một y quán trung y phía tây thành phố, mỗi tuần chỉ có buổi chiều thứ ba có thể lấy số, nghe nói xếp hàng cũng xếp đến mấy năm. Tôi biết loại chiêu trò này, trong thành Bắc Kinh giới tôn giáo đại sư trung y nổi tiếng các loại thần tượng lừa bịp đều có đường sống, bởi vì bây giờ người có tiền quá nhiều. Những người này sau khi thành công về sản nghiệp của mình, tự tin mù quáng vào lực phán đoán của bản thân, luôn cảm thấy những người khác gặp phải đều là lừa đảo, người mình gặp mình có thể phán đoán. Hơn nữa, khu Triều Dương có nhiều thần y như vậy luôn có mấy người là thật, nhưng sự thật thường có tính hí kịch, theo tôi biết, gần như không có một ai không phải lừa đảo. Loại lừa đảo lão làng này bản thân cũng tin rằng mình có địa vị giang hồ, hơn nữa quan hệ lợi ích vô cùng phức tạp, ngôi sao, cán bộ, giới tư bản phần lớn cấu kết lẫn nhau, dẫn đến tình trạng kỳ quái cho dù biết lão là tên lừa gạt cũng muốn bảo vệ. Tôi ngược lại trước giờ không sợ loại người như thế, chỉ là luôn luôn không có kiên nhẫn với kẻ lừa gạt. Nếu lão không thể ở trong cùng ngữ cảnh giả làm đại sư lừa tôi thật sự sẽ trực tiếp đánh đến khi lão nói thật mới thôi. Tôi không biết bọn hạt tử tại có hứng thú với tên lừa đảo này. Hạt tử nói, người này sau khi kiếm được ít tiền liền bắt đầu chơi đồ cổ. Đặc biệt thu một thứ đồ, chính là bản gốc bản đồ kinh mạch và các loại sách thuốc trung y, đặc biệt là một ít đơn thuốc cổ truyền. Những thứ này lại chẳng đáng bao nhiêu tiền. Bàn tử nói, thu mua làm gì? Đối với chúng ta không đáng bao nhiêu tiền. Đối với một lão trung y mà nói, lấy được bản gốc phương thuốc cổ, có thể có rất nhiều tác dụng. Hắc hạt tử nói, người như thế trong mệnh cũng kỳ quái, trong bộ sưu tập của lão, thật đúng là để lão thu được một đơn thuốc kỳ quái, đó là một phương thuốc đặc thù. Chương 16. Nợ nghiệp, trị cái gì? Tôi thấp giọng hỏi hạt tử, bàn tử làm một dấu tay hạ lưu, ám hiệu một cái. Điếu thuốc của hạt tử từ hơ từ khóe miệng bên trái sang khóe miệng bên phải, đáp lại dấu tay của bàn tử. Chúng tôi cũng nhận ra dấu tay này, phương thuốc đó là trị bệnh trị. Cho nên, tôi hỏi, có phải chuyến này các người cần một cao thủ đang lỡ trị mức độ nặng nằm trên kháng? Nếu các người không chữa được lỗ rắm cho hắn thì chuyến này đi tông. Hắc hạt tử thấp giọng nói, dùng ở mông thì là trị bệnh trị, dùng ở trên người có những tác dụng khác. Bàn tử câu mày, nói, sao lại kỳ quặc như vậy? Tôi cũng cảm thấy kỳ quặc, cảm giác đang dùng thuốc thoa trên người nhét vào bộ vị không thể nói nào đó. Bản thân chúng tôi vào trong núi sẽ hy vọng đào được về phía các loại thông đạo. Có điều tôi biết đại khái là có ý gì, từ con trùng mang ra từ khu vực gần đó tôi đã biết, loại thuốc bắc kia có thể có tác dụng với thứ sâu ấy. Anh cần tôi làm gì? Tôi cũng không hỏi anh ta nhiều, lúc này tôi nhận ra anh ta muốn tôi giúp một tay, hơn nữa không phải đã nghĩ xong từ trước, có thể sau khi tôi lên xe anh ta mới bắt đầu mua đồ. Tôi muốn tờ đơn thuốc kia, còn có thuốc lão đã làm xong, nhưng thuốc này chưa được tính tốt như vậy. Lão đã góp nhặt lượng của 3-4 người. Thuốc và phương thuốc ở trong sân thuốc bắc kia. Hắc hạt tử nói, mượn về dùng một chút. Bàn tử nện vào ngực anh ta một cái, loại chuyện nhỏ này còn cần chúng tôi làm sao? Ma quỷ giờ cũng khinh chúng tôi đấy. Đồ đệ của cậu không được sao? Hắc nhãn kính vỗ vỗ tôi, phòng khám này không đơn giản. Phía dưới là một địa bàn, ông chủ không phải ai xa lạ, là người quen của cậu. Nói xong anh ta đưa tôi một tấm hình. Trong hình, lúc Lê Thóc mang kính râm đi vào cửa bệnh viện, chợt quay đầu lại nhìn ống kính một chút. Nợ nghiệp của cậu, bàn tử lẳng lặng nói. Tôi nhìn hình, tôi biết tuổi cậu ta, nhưng trong hình một chút cảm giác ngây ngô cũng không có. Trong cơ thể người trẻ tuổi này, chứa thứ yêu ma tôi đã trồng. Chương 17. Đến rồi.
Trên đường về cửa hàng của bạn Tử, tôi vẫn luôn nhìn tấm ảnh này. Kết quả như vậy thật ra tôi đã biết từ sớm, nhưng tôi lại không có cách nào. Tôi có thể dùng kiên nhẫn và trí khôn của mình sửa đổi rất nhiều thứ, nhưng lòng người quá khó để sửa. Rất nhiều khi gian khổ giữ vững bản tính, khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Bản thân tôi biết rõ quá trình trong đó. Đứa trẻ lê thóc này, tôi dạy nó đường tắt đối xử với thế giới, nhưng lại không dạy nó cách để tha thứ thế giới. Nói đến việc làm thầy, tôi còn thua xa Hắc Nhãn Kính. Chúng tôi ngủ lại trong cửa hàng của bạn Tử một đêm. Tôi ngủ không nhiều lắm, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Đứng lên hít đất 100 cái, cánh tay phát ra tiếng động kỳ quái. Tôi vĩnh viễn không phải là một người giỏi vận động, cho nên kiên trì luyện tập cuối cùng cũng có tác dụng đến tốc độ phản ứng của tôi. Thể lực cũng chỉ là được duy trì. Lúc mặc thêm quần áo mặt trời mới vừa mọc, tôi không đánh thức bàn tử, vẫy xe đến y quán kia. Y quán dĩ nhiên là không mở cửa, ngoài cửa có một xe đẩy ăn sáng bán bánh kếp rau củ. Khách trọ lui tới con hẻm này lúc đuổi theo xe lửa ngang qua sẽ mua vài cái. Khói bụi hơi tản đi, tôi lẳng lặng nhìn, tưởng tượng dáng vẻ trong y quán. Lúc này, tôi phát hiện người bán đồ ăn sáng đang nhìn tôi. Lại là Thiên Quân Vạn Mã. Tôi đi tới, ông ta cúi đầu hỏi, có muốn thêm xúc xích không? Ông ở đây làm gì? Tôi nhìn ông ta nướng bánh vô cùng không thuần thục. Anh ở đây làm gì? Ông ta hỏi ngược lại tôi, anh không phải không gia nhập sao? Cậu ta biết anh mau đi đi, đừng đánh rắn động cỏ. Tôi bày tấm ảnh Hắc Hạt Tử cho tôi, hình do ông chụp sao? Ông xem góc độ quay đầu của cậu ta sớm đã biết ông có vấn đề, đừng đứng đây làm mất mặt nữa. Thiên Quân Vạn Mã liếc tôi một cái, mẹ nó bớt đánh rắm, lão tử nướng bánh cậu ta cũng nhìn ra được thật giả. Anh mau đi đi. Tôi cũng lười nói với ông ta, đi về phía cửa chính y quán. Ông ta vừa nhìn kinh hãi, lập tức kéo tôi, anh không gia nhập cũng được, đừng phá rối, đừng tưởng anh quen biết tộc trưởng tôi không dám làm gì anh, nào, cầm cái bánh nướng về đi. Tôi muốn tránh khỏi ông ta, lực tay ông ta lại lớn như gọng sắt, tôi bị tóm chặt, ông ta thả một cái bánh nướng vào trong tay tôi nhìn ông ta đỏ cả mắt, cũng thật tin vào chuyện này, thầm thở dài, vỗ ông ta, các người tại sao phải đi độ cái đấu đó, Chấn Hưng Trương gia có rất nhiều cách, ví dụ như sanh nhiều con trồng ít cây, chúng tôi tự có chừng mực, không tới lượt anh lắm mồm. Thiên Quân Vạn Mã thấp giọng nói, đẩy tôi một cái. Tôi cũng không muốn quậy đến khó coi quá. Đối phó với loại người Trương gia tốt nghiệp tiểu học này tôi vẫn không cần dùng đầu óc quá nhiều, liền theo con hẻm tiếp tục đi về phía trước. Loại hẻm nhỏ này ở Bắc Kinh có vài cái làm rất nhã, có vài cái còn đang phơi táo tàu, đường hẻm là tiếng Mông Cổ, những nơi thông suốt bốn phía này. Thật ra thì đại diện cho một loại bao dung không thể kháng cự. Thế giới này quá nhiều người lui tới, tôi tìm một quầy vé số cắt ra từ quầy quà vặt, lại đi về trước hơn trăm thước, lại thấy một hiệu sách nhỏ. Hai nơi này hẳn là chỗ báo hiệu của tai mắt, đây là phong cách của tôi, có hai chỗ có thể đại khái tìm hiểu chuyện diễn ra trong hẻm. Tôi ở giữa hai chỗ này tìm một vách tường, dùng gạch trên đất vẽ một ký hiệu. Sau đó vẫy xe rời đi, trở lại cửa hàng của bàn tử, tôi đẩy cửa đi vào, liền thấy trong cửa hàng mờ tối có một người đang đứng. Bàn tử đang ở buồng trong xào rau, truyền đến tiếng dầu nổ lép bép, không ngờ lại là Mụ Du Bình. Tôi sửng sốt giây lát, thầm nghĩ sao y lại tới, y nhìn tôi, không nhìn ra chút cảm xúc nào. Chương 18. Điểm thời gian. Tôi lẳng lặng ăn cơm, trứng xào cà chua, trứng xào hành trắng. Không có thời gian đi mua thức ăn, bàn tử qua nhà hàng xóm mượn ít nguyên liệu, đại khái chỉ có thể làm ra vài thứ như vậy, cộng thêm đậu phộng muối mua ở góc đường, vậy là đủ rồi. Bàn tử lẳng lặng uống rượu, Mụ Du Bình ăn rất ít. Bắc Kinh rất khô ráo, lúc mới tới rất thoải mái, bây giờ lại có phần hoài niệm không khí ẩm ở Phúc Kiến. Tôi quay đầu nhìn trang bị y mang tới, gần như tất cả trang bị đều đã mang theo. Ba túi lớn, chúng tôi lăn lộn đủ kiểu ở trong núi Phúc Kiến, trên mấy túi này đều là bùn đất và mòn vẹt, nhìn qua giống như túi da rắn đựng khoai tây. Đây là ý muốn hành động, Vương Minh trăm phương ngàn kế đang lo chuyện chứng minh nhân dân, đến giờ vẫn chưa có tin tức. Tôi cũng không biết y làm sao đến được Bắc Kinh, có điều y luôn có cách. Tôi mơ hồ cảm thấy việc y đột nhiên xuất hiện có liên quan đến Hắc Hạt Tử, hai người họ quen nhau trước cả tôi. Hắc Hạt Tử đối với việc tôi với bàn tử có giúp anh ta không cũng không có yêu cầu quá khẩn thiết, có lẽ vì anh ta đã có Mụ Du Bình. Cơm nước xong tôi thuận miệng tám chuyện Hắc Hạt Tử, nếu Mụ Du Bình biết thì có thể bắt đầu tán gẫu, không biết tôi cũng sẽ cho y biết một chút. Bàn tử liền hỏi tôi rốt cuộc Hạt Tử tính toán cái gì. Nói thật, bây giờ Tiểu Trương ca trong tay chỉ có một chuyện kể, chỗ này có phải đấu mở hay không còn chưa biết đây.
tình hình chung không nên tùy tiện gấp loại lạc ma này, Hạc Tử cũng coi như cán bộ kỳ cựu, sẽ không đến nỗi cả điều này cũng không biết, cho nên Tiểu Trương ca và anh ta hẳn còn một số chuyện không tiết lộ với chúng tôi. Cậu nói gấp lạc ma, ai chẳng nói cái đấu mình muốn đổ đều toàn là vàng ròng, minh khí bao nhiêu đời đổ một lần ăn ba đời. Bọn họ cũng hay, nói lâu như vậy, ngã nào cũng khó khăn, sâu bọ này, không vào được, không nhìn thấy, cái này mẹ nó gấp lạc ma được mới là lạ. Bàn Tử nói, nhưng nếu bên trong chỉ là có minh khí, Hạc Tử sẽ không đến nỗi không nói với chúng ta, lần này cậu ta gì cũng không nói. Bàn Gia tôi nói thật cảm thấy có phần tổn thương, mẹ nó cậu ta bên người ngoài không bên chúng ta. Nhất định không chỉ liên quan đến vật bồi tán, tôi thầm nghĩ, loại đấu này thật ra trên nguyên tắc không nên dây vào. Tiểu ca, cậu cảm thấy Hạc Tử có mục đích gì? Hẳn không phải là để chữa mắt chứ? Bàn Tử hỏi Muộn Du Bình. Muộn Du Bình lắc đầu, mở túi trang bị của mình ra, treo trang bị lên vách tường, nói, lần này anh ta sẽ chết. Tôi sửng sốt giây lát, Muộn Du Bình thản nhiên nói, cái đấu đó đổ không được. Xem thử bút ký ông nội cậu đi. Tôi hít một ngậm khí lạnh, quả thật đã rất lâu rồi tôi không mở bút ký của ông nội. Tôi không còn tâm tính tay mơ như năm đó, những thứ này cũng không thường nghĩ đến. Muộn Du Bình móc trong túi ra một tập giấy, yên lặng dán lên vách tường. Tôi thấy đó là gia phả trước đó đã được chỉnh sửa lại. Đây là cái gì? Bàn Tử hỏi, hắn không trả lời. Trở lại trong phòng, tôi lấy di động ra, mở hình bản scan bút ký của ông nội, cẩn thận xem xét. Muộn Du Bình ra khỏi nhà, không biết có phải đi tìm Hạc Tử không. Tôi lật bút ký, bao nhiêu năm không xem, nhìn vào giống như mới. Xem một chút, nhìn giấy ố vàng trên hình lúc ấy scan lại là vì giấy đã quá giòn. Chợt nghĩ đến lúc trước Trương Hải Khách nói với tôi, trong sinh mệnh đằng đẵng luôn có một điểm thời gian. Trước điểm thời gian này, không có chỗ nào bất lợi, bất kỳ khó khăn gian khổ nào cũng đều có thể kiên trì. Sau đó, giống như một thứ vĩnh hằng bắt đầu mục nát, bạn bè bắt đầu chết đi. Nhớ tới lời của Muộn Du Bình, tôi chợt nhận ra, có phải điểm thời gian này đã đến rồi. Những người bên cạnh tôi, kể cả tôi, đối với Muộn Du Bình mà nói, đều đã đến lúc bắt đầu chết đi. Chương 19. Nơi trong bút ký. 46 năm trước, ở cửa vào một sông ngầm tại Quảng Tây, chỗ đó trước đây đánh giặc chất đóng rất nhiều thi thể. Có một ngày, không ngừng phun ra bùn vàng, đáy sông ngầm trải qua gần vạn năm bào mòn, vô cùng ổn định, lúc ấy cũng không có mưa to. Phun ra bùn vàng có nghĩa là kết cấu địa chất sông ngầm có thay đổi, nói không chừng đại sảnh vạn mét của cửa động dưới đất xảy ra sụp nham thạch. Nhưng trên bút ký ghi lại, có người đi lọc một ít bùn vàng, phát hiện đều là bùn đất đắp cổ mộ. Sau đó mới có người xuống đến sông ngầm, cuối cùng chỉ có một ống trúc trở về. Trên bức thư bên trong viết, khi xuống đến 2-3 dặm, tất cả mọi người liền sẽ mù. Đuốc vẫn cháy nhưng không thể thấy ánh sáng. Tôi sờ cằm, nhớ đến năm đó chú ba tôi ở miếu Hạt Dưa từng nói, năm xưa chú ở gần Thái Nguyên gặp được một động xác, lúc ấy bọn họ cũng không tiến vào. Sơn Tây và Quảng Tây, xem ghi chép rất giống nhau. Cũng không biết chú ba có phải nói cái trong bút ký không, ông ấy sợ tôi nên gạt tôi. Chỉ có ghi chép này giống với chỗ Tiểu Trương ca nói kia, tôi cũng đại khái biết vì sao Muộn Du Bình nói cái đấu đó đổ không được. Cửa động có ký hiệu kỳ quái, ông nội vẽ lên bút ký, nhìn giống như ấn giám của Trương gia, hẳn là ký hiệu cực kỳ nguy hiểm, không thể tiến vào. Người Trương gia có thể thử đi xuống, thậm chí không chỉ một lần, nhưng cuối cùng đều thất bại. Loại ký hiệu này rất có thể mang nghĩa người Trương gia đều không trở lại. Không nhìn thấy, rốt cuộc phải làm sao mới có thể khiến người ta bị mù. Lúc này lại hận mình không có văn hóa. Quảng Tây, sông ngầm, núi sâu, bức tường không nhìn thấy, khu vực mù rộng lớn. Tiểu Trương ca và Muộn Du Bình năm đó tại sao muốn vào đây? Lúc ấy Trương gia đã chia rẽ, khi đó bọn họ vào nơi như vậy, hẳn có lý do đặc biệt. Lý do Hạc Tử muốn đi, có khi nào cũng giống vậy. Đang suy nghĩ, có người ở bên ngoài đá văng cửa của tôi, lê thóc đi vào, bước một sắp hình trước mặt tôi, tựa vào sofa đặt sát tường. Tôi nhìn một chút, đều là hình của bọn Tiểu Trương ca, chụp trộm, chương 6, chấp niệm của Lê Thóc. Xung đột là một chuyện lưỡng bại câu thương, đặc biệt là sau khi Lê Thóc đi nương nhờ Tiểu Thương Lãng, đối với nó mà nói, nó cần một người chủ đơn giản có thể khống chế. Cho nên danh tiếng gần đây của Tiểu Thương Lãng chợt nổi, các loại thủ đoạn hoạt động đều là bút tích của Lê Thóc, bản thân Tiểu Thương Lãng chưa chắc biết bên cạnh mình xảy ra chuyện gì. Mà Lê Thóc cũng vừa hay cần một vỏ bọc tuổi tương đối lớn, đỡ việc nó tuổi trẻ dễ gặp phiền phức. Thằng nhóc này rất giống tôi, từ rất sớm đã rơi vào chấp niệm, nó tin chắc cha nó còn sống, nó muốn tìm cha nó, hỏi rõ chuyện năm đó. Tôi không thể giúp nó chuyện đó, nó phải dựa vào thủ đoạn của mình đặt lấy. Đối với tôi mà nói,
Chấp niệm như vậy sớm muộn cũng không thể không buông, nhưng nhìn từ tuổi của nó, tương lai xa vô hạn, thời gian nhiều vô hạn, việc tôi buông bỏ đối với nó là biểu hiện hèn yếu. Bởi vì một lý do sai lầm mà càng lúc càng lún sâu vào thế giới sai lầm, thật giống tôi như đúc, cho nên sai lầm của nó cũng là trách nhiệm của tôi. Muốn nói lại thôi, bọn tiểu trương ca muốn lấy được phương thuốc kia, người cần đối mặt không phải tiểu thương lãng, mà là Lê Thốc. Sau mấy năm, nó vẫn là một kẻ mù quáng không hiểu biến hóa, nhưng trí khôn của nó đã khiến tôi không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào để ảnh hưởng nữa. Không có việc làm ăn gì bàn được sao? Tôi nhìn hình, chậm rãi hỏi nó. Trong tay tôi có thứ ông muốn. Lê Thốc bật cười, trong tay tôi lại có thứ Ngô Tà không lấy được. Ông trời rốt cuộc cũng mở mắt chăng? Không phải thứ tôi muốn, là thứ ông ta muốn. Tôi chỉ hình, các người tốt nhất vẫn là làm ăn. Hai bên các người đều là người không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Xung đột chỉ lãng phí thời gian. Trước kia ông đã dạy tôi, một số người có thể làm ăn, một số người lại không thể làm ăn. Nó nhìn tôi, việc làm ăn của Ngô Tà ông, bất kể là ông hay bạn ông, tôi cũng không làm. Tôi thở dài, muốn bay lên một cước đạp chết thằng nhóc chết tiệt này, nghĩ đến mình có lỗi trước, chỉ đành nhìn xuống. Cho tôi một phương án cậu có thể tiếp nhận. Nói tôi biết, bố tôi đi đâu rồi. Ngọn núi đá ở cổ đồng kinh kia, chỉ cần leo lên, người ta sẽ không chụp được vào ảnh. Bên trong khe hở núi đá đó, chúng tôi phát hiện một căn phòng đá. Người tiến vào căn phòng này đều biến mất cả. Đến nay không biết đi về đâu. Lúc ấy tôi không có dũng khí theo vào, lựa chọn bỏ cuộc. Nhưng tôi cũng không nói với Lê Thốc chuyện này, bởi tôi biết nó sẽ làm gì. Mà khi ấy, tôi cần nó làm chuyện quan trọng hơn cho tôi. Cuối cùng tôi đã lừa nó. Loại tư tâm này hiện giờ từng khắc đều đang tra khảo tôi. Tôi không trả lời nó. Ông suy nghĩ một chút đi, hoặc nói tôi biết, bằng không, những người này nếu sáng mai vẫn còn lảng vảng gần địa bàn của tôi sẽ báo cảnh sát. Nó đứng dậy, nhìn điếu thuốc trên bàn tôi, hút thuốc chết sớm. Ông có muốn chết cũng phải giải quyết xong chuyện của tôi hẳn chết.